Vâng, Ok. chị Đức ơi, em trước đây ở MIT cùng chị cùng khu với chị đấy ạ, em có gặp chị mấy lần. Thế thì Em em share có camera thấy lên đi em, cho chị nhớ mặt em. Lâu. em chưa share được Ô chết hả? chưa Để chị coi coi. start video được. Chết rồi, chị khóa luôn rồi. Thôi được À, thưa không rồi sao đâu ạ. Vâng, em. thì thực ra thế này ạ, tại vì vừa nãy chị có nói đến việc là thông dịch viên cho cái phần experiment mà bác Tom Smith chuẩn bị gọi là present với mọi người ấy, thì em thì cũng chỉ có một chút xíu cái kinh nghiệm ở trong cái phần làm experiment, thì em không biết là bác làm lab experiment hay là bác làm field experiment. Thì nếu như mà chị có thể cho em được cái khoảng thời gian cũng như là cái Hai tài tuần liệu trước một chút, vâng, có tài liệu trước một chút có thì để em có thể xem là em có thể dịch được ạ. ừ rồi Thì chị sẽ vâng, thì chia chị sẻ cho gửi em cho em. cái slide. Vâng, em Chị sẽ có chủ động gửi, em nhắn em sẽ tin nha chủ chị. động gửi email cho chị nhé. Rồi ok, em gửi Vâng, email dạ, chị dạ. gửi cho Vâng. em rồi. Vâng, em cảm ơn chị. Vậy thôi ạ. Rồi vậy Vâng. là có rồi.